Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn, bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Quê hòe thịnh vượng, thọ trường vương hành. Ẩm thủy tư nguyên, uống nước phải nhớ đến nguồn. Mộc xuất thiên cho do hữu bản, thủy lưu vạn phái tổ tông nguyên. Cây mọc nghìn cành nhờ có gốc, nước chảy vạn nơi bởi có nguồn. Vì thế thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Bất cứ thời nào, khi đất nước thanh bình, điều kiện cho phép, thì con cháu phải có nghĩa vụ xây dựng, tu tạo lăng mộ tổ tiên, nhà thờ họ. Coi đây là nghĩa cử, làm người là việc thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với tiên linh tổ phụ của mình. Người xưa quan niệm âm phủ dương trợ, dù làm việc gì, dù cố gắng bao nhiêu, nhưng tiên linh tổ phụ không phù hộ độ trì thì cho dù thành công đến mấy cũng không trọn vẹn. Vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, cửa tiên nhật nguyệt đức lưu quang. Muôn đời khi hưng thịnh phải lo xây dựng tu bổ nhà thờ họ. Việc làm ấy sáng mãi tới chín phương trời. Chúng ta sẽ thấy có lỗi với lương tâm khi khối óc con tim ta còn biết nghĩ đến điều phải trái, biết mưu cầu hạnh phúc cho đời ta mà quên việc tri ân tiên linh tổ phụ, quên đi nghĩa vụ với dòng tộc, với cộng đồng làng xã. Toàn thể họ tộc quyết tâm chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ là để mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi giỗ tổ, con cháu cùng về đây thắp hương lễ tổ, cho tâm mỗi người chúng ta trong sáng hơn, sống có đức hơn, có trách nhiệm hơn với dòng tộc, với làng xã. Cùng dòng tộc làng xã chung xây dựng một nếp sống mới ngày càng có văn hóa hơn, thân thiện hơn, ấm no hạnh phúc. Thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu cho nên. Sống có nguồn cây có cội,
cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng khấn đền dâng lên, nhớ về tổ tiên chân thành ghi ơn tình thâm lâu bền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu trọn đời. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Thank you.
bà tổ cô, ông em anh xa gần đều là cô bác ơi, tình thân một nhà Nguyễn tộc con tiết lễ tình cao ý. Cây gây hạt từ đường ta ngào ngạt thương hoa, ngày hôm nay con nghe cháu khắp gần xa một nhà đông vui, ơn tổ tiên như trời như bể mở ra đường, thế hệ mãi sau hôm nay phấn khởi bội phần, Nguyễn tộc con cháu ơi quây quần bên tôn kính ơi, đượm màu linh thiêng dòng gia phả đời đời nối tiếp, nay chữ thánh hiền chọn đạo tối linh cầu ca sâu nặng nghĩa tình, có kiến vun đắp công trình xiết bà quý gia bà. Kính thưa các cụ con bác bà, các bác các anh chị và toàn thể các con cháu trong di tộc, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện niềm mong ước từ lâu đời của họ hàng con cháu trong di tộc về xây dựng ngôi nhà thờ nay đã thành hiện thực. Hôm nay được sự nhất trí của các vị đảng, chính quyền địa phương xã Đông Trung, được sự thống nhất của các cụ công các bác trong di tộc họ Nguyễn chúng tôi long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà thờ được mang tên chi tộc họ Nguyễn xã Đông Trung. Thay mặt cho ban tổ chức lễ hội, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Bảo, trưởng chi tộc, ông Nguyễn Văn Bồng, phó trưởng chi tộc lên lổi ba hồi trống chuông khai lễ hội và cắt băng mở cửa khánh thành. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời
ông Nguyễn Công Bảo, ông Nguyễn Văn Bồng, ông Nguyễn Văn Xuân. Nay một lòng nhường dưới kính trên, sướng vui cùng hưởng lo. Lễ cắt băng khánh thành nhà thờ chi tộc họ Nguyễn được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời các ông đại diện cho chi tộc vào mở cửa dân hương khai vị lễ hội. Xin trân trọng kính mời. Mời đội vị trí dẫn đông về vị trí. Được nghe hưởng vinh hoa này ơn nhờ hồng phúc của ông cha. Khởi dâng câu ca thành mơ, mời tiên tổ ngữ đồng chứng giám phù hộ cho dòng ý họ vẻ vang, trẻ già trai gái ân non lộc tài phú quý vinh hoa thọ trường. Nay tự hào Nguyễn ý tộc họ ta cùng nhau mà gìn giữ quốc nghề già muôn đời, dòng họ ta xanh tươi mãi mãi đời nối đời, ta phải ghi sâu nhớ cầu bách điều quy già trăm khe ngàn suối dồn vào một người sống ý à. Ơn tổ tiên vun trồng cây đức cho cháu con nhờ phúc của ông cha, chúng con dâng tấm lòng thành nguyện xin tiên tổ độ trì chứng minh nghi độ cho dòng họ khang minh ý à. Thôn Mỹ Đức, xã Đông Trung đã dành nhiều thời gian và tình cảm về dự và tổ chức chương trình tế lễ chúc mừng mở lễ hội nhà thờ. Thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho chi tộc Hồng Hiến, xin trân trọng cảm ơn và kính mời đội tế lang quan lên thực hiện chương trình lễ tế. Xin trân trọng kính mời. Tuần dân hương trước cửa tổ được bắt đầu. Thank you.
người như sóng biển dạt dào, dâng lên cho tới vỗ vào giật ra, để lại nhiều lớp phù sa, có nhân sẽ nở thành hoa bốn mùa. Tâm linh hướng về cội nguồn, ngàn năm tháng mãi vẫn còn nơi đây. Sau đây là tuần tế cao nhất của đội tế Nam Quan Thôn Minh Đức được bắt đầu. Thank you.
phần hương. Thank you.
duy biết là làm quốc thái bình tĩnh, tiên hải huyện đông trung xa mỹ đức là thôn xóm ta kim thân là diêu chủ con là nguyễn là công là vàng nguyễn môn là đích là tôn trướng tóc họ nguyễn là băng là nữ tư là tôn hôn tê lão dương môn hợp đồng thượng hạ đẳng duyên vi tuyết đông thiên cánh ti thiên thập nhị nguyệt thập nhị nhật họ nguyễn băng mơ lệ cắt băng canh thần nhà thơ và lễ yên vĩ đô nhà chú tê nguyễn công bà mặc bái nguyễn đức hà thống xương vũ bắc hoạt họa xương nguyễn bắc hà đọc trúc hô xuân chú giang nguyễn bắc bia con cháu hậu duệ họ nguyễn bắc xin được ao ân tô tiên chi đức tứ tôn quy hội tổ đức trung quang thánh tâm thiết tình tô thiết lễ vật kim ngân hương hoa chí tiên địch cúc dạng cúng kinh đan trình cẩn thị hương đăng lễ bắc phi tế bắc phúc thượng cảm chiêu cao yên cung vi cúc vinh lễ kinh thô thiên họ nguyễn văn sang cao thượng hạ tọa tiên cung vinh đại thi thô họ nguyễn văn hậu đức hậu công đại tông tiêu tâm thiên liên thị bố bách tuê bách thiên đông đại hợp tòa cung thịnh cao cao tô khảo cao cao tô thì cao tăng tô khả cao tăng tô thì thị thiên cũng thịnh hiến tô khả hiến tô thì thị thiên cúng thịnh hiến khảo hiến tỷ đệ nhất đệ nhị
tiên, thị tiên. Cúng thích nhà bắc nhà thô họ nguyễn nhà bắc nhà linh nhà quan tố cô bắc nhà tương cấp thi tiên nhà quân đông đại sang nhà tọa thúc ba đệ cố đi ti muộn đông cả nhất na thi đông thi liên na chi thương tôn na thi ai bên na đối ngoại thoa biên nay nhất na ngày khánh thánh nhà thờ tổ con cháu ba hậu dựng thành tâm dân tín tiêu tam tuần tiên tượng thông thông hướng thăm lễ dân lên thơm ngào ngạt con cháu dân bổ hoa tinh thiên phúng hiến là tam tuần bài tiết tố trăm hoa đua nở phồn vinh oanh ca em là vua thắm tình học ra dương xin được an là khan là tỏ cách ơn được nhờ mãi khỏe bách liên có nhà nội ngoại giàu sang đời đơn cần là thang yeah.
to. Toàn thể con cháu bên nội bên ngoại của cụ
đã về dự năm cũ, thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho chi tộc, nhân dịp trang xuân mới Tân Sửu 2021, xin gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, chi tộc họ Nguyễn xây dựng nhà thờ đến nay kế tiếp đời thứ ba. Cụ tổ là cụ Nguyễn Binh Quý Hy, cụ bà là cụ Vũ Thị Quý Hữu, nguồn gốc xã Trà Giang, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Hai cụ sinh ra ba người con, một cụ Nguyễn Văn Quý Lệ, hai cụ Nguyễn Thị Tư, ba cụ Nguyễn Văn Quý Giám. Năm 1945, những năm bị thực dân Pháp đô hộ đàn áp, đời sống nhân dân đói rách lạc hậu khổ nhục, các cụ cùng với gia đình phải di chuyển xuống huyện Tiền Hải về xã Tân Thành, nay là xã Đông Trung để sinh nhai. Ba cụ người con của cụ Nguyễn Văn Quý Giá mất năm đói rách, cụ chết do không có cơm ăn, không có mặc, không có thuốc chữa bệnh, cụ mất khi chưa có gia đình. Cụ Nguyễn Thị Tư cùng về với gia đình về Tiền Hải lập nghiệp xây dựng với cụ Bùi Trung Văn. Cụ Văn đã hy sinh và nay chỉ còn lại cụ Tư cùng với con cháu ở xóm 3 xã Đông Trung, Tiền Hải. Cụ Nguyễn Văn Huy Rệ cùng với gia đình chuyển về xã Tân Thành, nay là xã Đông Trung. Cụ đã xây dựng cùng với cụ bà là cụ Phạm Thị Quý Hợi, người cùng xã. Đến năm 1966, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của nhà nước, tổ chức di chuyển dân đi khai hoang lập nghiệp mưu sinh cuộc sống, gia đình cụ đã cùng với nhiều gia đình người khác trong làng chuyển xuống cánh đồng thôn Lương Điền, xã Đông Cơ để sinh sống. Năm 1967, cụ bà Phạm Thị Huy Hội mang bệnh ốm nặng, cụ mất tháng 4 năm 1967, cụ ông một mình nuôi con dại. Cuộc sống đẩy đưa một mình cụ nuôi 7 người con dại. Đến năm 1970, cụ làm bạn với cụ bà Trần Thị Quý Mệnh ở xã Đông Cơ và hai cụ đã sinh thêm được một người con nữa. Cụ có tất cả 8 người con, 5 trai, 3 gái. Đến năm 2006, chẳng may một cơn bệnh tuổi già ập đến với cụ. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2006, cụ đã ra đi về với tổ tiên, cụ hưởng thọ 86 tuổi. Vâng, rất vinh dự cho chi hội hôm nay tổ chức khánh thành được đón các ông, các bà, các bác, các anh, chị ở bộ phạm chi cành 1 và cành 3. Xin được nhiệt liệt chúc mừng ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các ông, các bà, toàn thể chi tộc, xây dựng nhà thờ là ước nguyện, lòng mong mỏi, khát khao từ lâu rồi của các cụ, các ông, các bà, các con cháu trong dòng họ. Nhưng do vì đời sống, hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên chưa làm được. Xây dựng nhà thờ là nơi các cụ tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta khi khuất núi trở về với tổ tiên, là nơi trung tâm tâm linh của mỗi gia đình, dòng họ, để những ngày dỗ tổ, dỗ ông bà, cha mẹ, ngày đầu xuân mới để các con về thắp lén tâm hương, để thành kính với tổ tiên và cầu nguyện tổ tiên phù hộ độ trì cho những điều tốt lành, tốt đẹp nhất. Tâm nguyện các con luôn nghĩ đến cây có gốc, có cành mới sinh ra ngọn, nước có nguồn mới có bể cả sông sâu. Kính thưa quý vị đại biểu, vào năm thứ 14, nhân ngày dỗ cụ Nguyễn Văn Huy Rệ 13 tháng 5 năm 2000, xuất phát từ nơi thờ cúng của chi tộc họ Nguyễn còn nhỏ bé, chật hẹp, con cháu trong chi tộc ngày phát triển đông, các anh em trong chi tộc đã nảy ra ý tưởng xây dựng nhà thờ. Thế là ông chi trưởng xin ý kiến cùng cô, tức là cụ Tư, về việc xây dựng nhà thờ. Gia đình chi tộc đã mở ra nhiều cuộc họp bàn, phân tích những thuận lợi, những khó khăn và đi đến thống nhất, nhất trí, đoàn kết, quyết tâm tổ chức xây dựng nhà thờ. Làm nhà thờ là nơi thành kính, tâm linh. Do vậy anh em trong gia đình đã họp phân công nhau, người đi xem xét, người hỏi thầy, hỏi các cụ cao tuổi trong làng xem có làm được hay không. Phân công nhau đi xem các mẫu nhà thờ, đi tìm thợ, tìm người làm. Không khí xây dựng nhà thờ
cứ rào rực sôi động hừng hực khí thế trong lòng mỗi người, cứ mong mỏi hỏi thăm bao giờ thì làm. Tiền vốn xây dựng trong gia đình, trong chi tộc đã họp bàn và phân tích, đưa ra những khó khăn, những thuận lợi, những phải, những trái. Đúng là việc làm tâm linh đã đoán được lòng con cháu, ai cũng hướng về cội nguồn, ai cũng hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đúng là núi cao phải có đất bồi. Các con trong gia tộc không phân bổ đều tự nguyện góp tiền để công đức ủng hộ xây nhà thờ. Người cao nhất là 100 triệu đồng, 65 triệu đồng, 40 triệu đồng, 35 triệu đồng, 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Có những gia đình con cháu trong dòng họ khó khăn về kinh tế, nhưng khi bàn đến việc xây nhà thờ cũng đều đã tự nguyện xung phong hàng chục triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Chỉ sau hoạt động trong một tuần, chi tộc đã thu được hơn 400 triệu đồng. Địa điểm xây dựng, chi tộc đã họp bàn có hai phương hướng. Một là xây ở thổ nhà ông Bàn, nơi hai cụ sinh sống và mất đi. Hai là xây ở thổ nhà ông Bảo, nơi đang thờ tự tổ tiên và các cụ. Sau khi họp bàn, hội nghị chi tộc đã thống nhất xây dựng trên khuôn viên đất nhà ông Bảo, trưởng chi để phù hợp với việc thờ cúng sau này. Sau khi có kinh phí, có địa điểm xây dựng, chi tộc đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong chi tộc và quyết định ngày khởi công. Nhà thờ khởi công xây dựng vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, tức ngày 16 tháng 8 năm Canh Tý. Trước khi khởi công hạ móng, có sự giúp đỡ của thầy chùa, tức là thầy Hào ở chùa Lam Cường giúp đỡ để khởi công xây dựng. Làm việc tâm linh xây dựng nhà thờ, ai cũng có tâm, có lòng thành kính, ơn trời đất, cảm ơn đến ông bà, cha mẹ tổ tiên đã phù hộ độ trì. Trong quá trình xây dựng công trình, thời tiết mát mẻ, khô ráo, con cháu vui vẻ lắp lập công trình. Người ủng hộ bằng tiền, người ủng hộ bằng vật chất, bằng công, người mang gà, mang vịt, mang cá, tổ chức ăn cơm trưa, tấp lập, không khí vui tươi phấn khởi, nhộn nhịp. Tổ thợ nhiệt tình, tận tụy, khéo tay đã mang hết tài năng, những nghệ thuật, nét đẹp, văn hóa nhất vào xây dựng nhà thờ. Với tinh thần miệt mài xây dựng đầy trách nhiệm, với tỉ tính trong 4 tháng, công trình nhà thờ đã hoàn thành. Xong, kính thưa toàn thể chi tộc, bao năm tháng đợi ngày chờ, hôm nay trước mặt chúng ta là một ngôi nhà được mang tên chi tộc Phổ Nguyễn, thật khang trang, lừng lẫy và uy nghiêm, ấm lòng tổ tiên. Chúng ta tin tưởng rằng dưới suối vàng, ông bà, cha mẹ tổ tiên luôn mỉm cười bằng lòng với việc làm, với sự suy nghĩ, lòng mong mỏi của con cháu đã trở thành hiện thực với khuôn viên 50,6 m², tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị cùng toàn thể chi tộc. Việc tâm linh thể hiện lòng tri ân sâu sắc, uống nước nhớ nguồn của con cháu trong gia đình dòng họ, trong khí thế xây dựng nhà thờ. Các anh chị em, con cháu trong gia đình đã nghĩ đến việc sang cát xây lăng cho các cụ, để mỗi khi về thắp nén tâm hương nhà thờ, rồi ra lăng viếng mộ. Thế là gia đình, chi tộc lại họp bàn triển khai mọi việc như xếp đặt. Toàn thể gia đình vui vẻ đoàn kết nhất trí xây lăng, kinh phí tiếp tục được bàn thảo luận trong gia đình. Chỉ với tính thần ủng hộ công đức đóng góp chỉ sau 5 ngày, số tiền nhận được công đức ủng hộ từ con cháu là 150 triệu đồng, toàn bằng tấm lòng tự nguyện. Người cao nhất là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và thấp nhất là 500 nghìn đồng. Công trình xây dựng tổ chức khởi công vào ngày 11 tháng 11 năm 2020 âm lịch và tổ chức sang cát vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 âm lịch. Việc xây lăng sang cát và chuyển mộ cụ bà vào lăng đã được xây dựng hoàn thành, đảm bảo khang trang, trang trọng với tổng giá trị trên 130 triệu đồng, đảm bảo nét đẹp văn hóa tâm linh. Sau đây tôi xin được báo cáo danh sách công đức ủng hộ nhà thờ xây và xây lăng như sau. Về danh sách công đức tiền xây dựng nhà thờ: 1. Gia đình ông Nguyễn Công Bảo 40 triệu, gia đình ông Nguyễn Công Bồng 100 triệu, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân 35 triệu, gia đình ông Nguyễn Văn Bản 65 triệu, gia đình ông Nguyễn Thái Học 20 triệu, gia đình ông Vũ Văn Sang 10 triệu, gia đình ông Chu Văn Bốn Phin 10 triệu, gia đình ông Nguyễn Văn Đại Tròn 10 triệu. Các cháu con các ông bà như sau: con ông Bảo, gia đình cháu Nguyễn Văn Biên 10 triệu, gia đình cháu Nguyễn Văn Cương 15 triệu,
gia đình cháu Nguyễn Thị Chiêm Hồng 2 triệu, cháu Vũ Văn Phương Yến 500 nghìn đồng, cháu Vũ Nhinh Đại 300 nghìn đồng, gia đình cháu Nguyễn Thị Tranh Khới 2 triệu, gia đình cháu Nguyễn Văn Kham 500 nghìn đồng. Các con gia nhà ông Bồng, gia đình cháu Nguyễn Văn Bao 40 triệu đồng, gia đình cháu Nguyễn Văn Đạt 30 triệu đồng, gia đình cháu Nguyễn Văn Dũng 20 triệu đồng. Các cháu con ông Xuân, gia đình cháu Nguyễn Văn Cường 35 triệu đồng, gia đình cháu Bùi Văn Thắng Lan 2 triệu đồng, gia đình cháu Phạm Phương Loan 1 triệu đồng, gia đình cháu Trần Thịnh Thản 3 triệu đồng. Các cháu con ông Bàn, cháu Nguyễn Thị Hải Yến 2 triệu đồng, cháu Nguyễn Thị Hằng 2 triệu đồng, cháu Nguyễn Thị Lết 5 triệu đồng, cháu Nguyễn Thị Lành Mạnh 5 triệu đồng. Các cháu nhà ông Sang, gia đình cháu Vũ Văn Thiết 1 triệu 700 nghìn đồng, cháu Vũ Văn Tòng 200 nghìn đồng, gia đình cháu Vũ Văn Thực 1 triệu đồng, gia đình cháu Vũ Văn Thơ 1 triệu đồng, gia đình cháu Vũ Thị Thắm 500 nghìn đồng, gia đình cháu Vũ Thị Thiến 500 nghìn đồng. Các cháu con ông Bốn, gia đình cháu Chu Văn Quyết 2 triệu đồng, gia đình cháu Chu Văn Tấn 2 triệu đồng, cháu Chu Thị Hiên con cháu Quyết 200 nghìn đồng. Các con nhà ông Đại, gia đình cháu Nguyễn Hải Đường 10 triệu đồng, gia đình cháu Nguyễn Văn Đát 3 triệu đồng, Nguyễn Thị Miền 1 triệu đồng. Cành hai con cụ tư Nguyễn Thị Tư tức là cụ Văn ở số 3 1 triệu đồng, gia đình ông Bùi Trung Vấn 3 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Đô Lượt 1 triệu đồng, gia đình Vũ Thị Tý Môn 1 triệu đồng, gia đình Nguyễn Thị Mọc Mượt Ngọc 1 triệu đồng, cháu Bùi Trung Tính con Môn 500 nghìn đồng, Bùi Trung Cường Hà con ông Vấn 1 triệu đồng, Bùi Trung Đồ con ông Vấn 1 triệu đồng, Nguyễn Xuân Điền con ông Đô 500 nghìn đồng, Nguyễn Thị Huệ con ông Đô 500 nghìn đồng, Bùi Thị Quy con ông Mượt 500 nghìn đồng. Tổng thu toàn bộ tiền công đức trên 117 triệu 400 nghìn đồng, 517 triệu 400 nghìn đồng. Về danh sách ủng hộ bằng hiện vật và công đức bằng ngày công lao động, công đức bằng hiện vật, gia đình ông Nguyễn Văn Bồng một bộ lư hương bằng đồng trị giá 7 triệu 700 nghìn đồng, gia đình cháu Nguyễn Văn Cường bé một bộ lư hương bằng đồng, một đôi lọ lộc bình, toàn bộ đồ thờ gốm sứ Bát Tràng trị giá 22,8 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Thái Học hai cháu Hiếu Hùng công đức bằng toàn bộ hệ thống đường điện và thiết bị điện tổng giá trị 7 triệu đồng, gia đình cháu Nguyễn Văn Khới Danh công đức tiến cúng nhà thờ một quả chuông. Về ngày công xây dựng nhà thờ, ông Nguyễn Văn Chuôn 12 công bằng 3 triệu đồng, cháu Nguyễn Văn Biên 14 công và cả công lắp toàn bộ hệ thống điện bằng 6 triệu đồng, ông Vũ Văn Sang bằng 1 triệu 200 nghìn đồng, bà Đỗ Thị Quy Học bằng 2 triệu 250 nghìn đồng, Vũ Văn Tơ bằng 500 nghìn đồng. Tổng thu bằng 520 triệu 400 nghìn đồng, tổng chi 504 triệu 727 nghìn đồng. Hiện nay nhà thờ còn dư 15 triệu 673 nghìn đồng. Vâng, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Sau đây tôi xin được báo cáo công tiền công đức xây lăng sang gác chuyển bộ cụ. Về tiền công đức xây lăng, ông Nguyễn Công Bảo 15 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Bồng 30 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Xuân 15 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Bàn 20 triệu đồng, ông Nguyễn Thái Học 15 triệu đồng, ông Vũ Văn Sang 5 triệu đồng và ông Chu Văn Bốn 10 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Đại 10 triệu đồng, cháu Nguyễn Văn Biên 10 triệu đồng, cháu Nguyễn Văn Bao 10 triệu đồng, cháu Nguyễn Văn Đạt 2 triệu 500 nghìn đồng, cháu Nguyễn Văn Dũng 2 triệu 500 nghìn đồng, cháu Nguyễn Thị Hải Yến 500 nghìn đồng, cháu Nguyễn Thị Hằng 500 nghìn đồng, cháu Nguyễn Thị Lành 500 nghìn đồng, cháu Nguyễn Thị Lết 500 nghìn đồng, cháu Chu Văn Quyết 500 nghìn đồng, cháu Chu Văn Tấn 500 nghìn đồng, cháu Nguyễn Hải Đường 500 nghìn đồng và các em con cụ tư ở số 3 là 1 triệu 100 nghìn đồng, tổng thu 154 triệu 100 nghìn đồng. Về ủng hộ bằng công đức bằng công, ông Nguyễn Văn Xuân bằng 2 triệu 500 nghìn đồng, ông Nguyễn Văn Biên, anh Nguyễn Văn Biên bằng 1 triệu 700 nghìn đồng, bà Đỗ Thị Quy bằng 1 triệu 500 nghìn đồng, ông Vũ Văn Sang bằng 2 triệu đồng, cháu Vũ Văn Thơ bằng 450 nghìn đồng, ông Vũ Văn Thiết bằng 1 triệu đồng, Vũ Thị Thám Minh bằng 375 nghìn đồng,
Nguyễn Văn Khới bằng 1.500.000 đồng, Vũ Văn Hồng bằng 1.500.000 đồng, Nguyễn Thị Phi Bốn 1.500.000 đồng, Nguyễn Văn Đắc 150.000 đồng. Tổng như vậy là 14 triệu chuyển vào công đức, như vậy là cho việc xây lăng. Cân đối tổng thu của tiền xây lăng 154.100.000 đồng, tổng chi 122.600.000, 132.600.000 đồng. Như vậy hiện nay chúng ta còn dư 14.323.000 đồng về xây lăng. Kính thưa các vị đại biểu, căn cứ hợp đồng xây dựng xét thấy trong quá trình thi công xây dựng, tổ thợ anh Trần Văn Tiếp rất nhiệt tình với trách nhiệm, mang những nét đẹp văn hóa xây dựng nhà thờ, tiến độ thời gian đảm bảo xong trước hợp đồng. Chi tổng quyết định tặng thưởng cho chị tổ thợ 1.500.000 đồng. Và chi tộc cảm ơn gia đình ông Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Văn Bản, gia đình các cháu Nguyễn Văn Bao, cháu Nguyễn Văn Biên, cháu Nguyễn Văn Đạt, cháu Nguyễn Văn Dũng, cháu Nguyễn Văn Cường và cháu Nguyễn Văn Đường đã hát tâm huyết, đã tiến cúng công đức số tiền cao nhất tập trung cho xây dựng nhà thờ và xây lăng mộ. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng ạ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị trong và ngoài xã, thưa toàn thể các anh em con cháu gần xa nội ngoại trong gia tộc, rất vinh dự và lòng mong muốn cho chi tộc chúng tôi hôm nay tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà thờ được đón tình cảm của các quý vị đại biểu, của các cụ, các ông, các bà và các bác, các anh, các chị về dự cùng chung vui với chi tộc. Thay mặt cho chi tộc chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và sự có mặt của các đại biểu, của các cụ, các ông, các bà và các anh chị. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể chi tộc, xây dựng nhà thờ là một niềm mơ ước, lòng mong muốn của toàn chi tộc nay đã thành sự thật. Tôi tin tưởng rằng toàn chi tộc luôn luôn phát huy truyền thống của tổ tiên cha ông, xây dựng mối đại đoàn kết trong chi tộc, luôn luôn bền chặt thi đua trong lao động, trong học tập và trong công tác, thường xuyên yêu nhau, trong giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Dù các cháu đi làm ở đâu, đi sinh sống ở đâu, dù đi xa mãi mãi đâu, đều trở về trong cuộc sống. Cây có gốc, cũng có cành, nơi sinh ra ngọn để các nhãn lương cầm để thu mọt, các để thu mọt của họ hàng khi đọc trong những ngày Tết và ngày cúng đốn. Cuối cùng, tôi kính chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác và các vị đại biểu, các vị luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin trân trọng lời phát biểu của ông chi tập trưởng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, ông, các bà và toàn thể các bác, anh chị trong chi tộc. Người xưa có câu, con chim có tổ, con người có tông. Thế là từ nay, gia đình chúng ta trong chi tộc Phổ Nguyễn đã thực sự có ngôi nhà thờ khang trang, uy nghiêm lộng lẫy, là nơi để hàng năm họ hàng về gặp mặt để thờ cúng ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Để hàng năm mỗi khi có thành tích công lao được về ghi công báo hiếu với tổ tiên, và cứ mỗi năm xuân về Tết đến, lòng mong mỏi của mỗi người cứ đau đáu với tổ tiên, để thắp nén tâm hương, để dâng lên lòng thành kính, để kính mong tổ tiên, ông bà, cha mẹ phù hộ độ trì cho điều an lành, điều may mắn, điều tốt đẹp nhất. Và đúng là cây có gốc mới lở cành xanh ngọt, nước có nguồn mới để cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, ai không tâm niệm vì đâu có mình. Và toàn tộc và toàn gia tộc chúng ta hướng về cội nguồn, hướng về tổ tiên, quyết tâm
xây dựng tình cảm đại đoàn kết trong dòng họ, trong chi tộc ngày càng bền chặt, con cháu bảo hiểm, gia đình hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, ông, các bà, các bác, các anh, các chị, trong niềm vui hân hoan chào đón một công trình văn hóa tâm linh của chi tộc Họ Nguyễn, chúng tôi hôm nay vô cùng cảm ơn các quý vị đại biểu đại diện cho các vị đảng chính quyền, các ban cơ sở thôn, đặc biệt ban mặt trận công tác, cán bộ trưởng phó thôn, thôn Mỹ Đức. Cảm ơn các cụ, công, các bà, các anh, các chị trong và ngoài xã. Cảm ơn các ông bà thông gia và đại diện gia đình thông gia. Cảm ơn các cụ, công, các bà, các bác, anh, các chị, con cháu bên nội, bên ngoại và bên các cụ, công, các bà bên đi cành họ Phạm, cành một, cành ba, và các con cháu bên nội, bên ngoại và cụ thành tâm nhiệt tình ủng hộ công đức bằng tiền, bằng của, bằng công để tạo sự thành công của nhà thờ và lăng mộ chi tộc hôm nay. Cảm ơn tổ xây dựng anh Trần Văn Thép đã mang hết tài năng, trách nhiệm, nét đẹp xây dựng kiến trúc nhà thờ. Cảm ơn tổ trưởng một xã Đông Trung. Cảm ơn cơ sở vật liệu xây dựng Trần Đảng xã Đông Cơ đã phục vụ tận tình, chu đáo, kịp thời vật liệu xây dựng. Sự thành công của lễ hôm nay, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt chung vui của quý vị đại biểu. Cảm ơn đội văn nghệ, đội tế, thôn Mỹ Đức, xã Đông Trung. Cảm ơn bộ phận phục vụ thánh tiết giúp đỡ con buổi lễ thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc lễ khánh thành. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình phúc, chúc mọi sự thành đạt. Và sau đây chuyển sang lễ chương trình lễ dân hương. Quý vị và kính mời các cụ, các con, các cháu, các nội ngoại chi tộc Họ Nguyễn do Nguyễn Công Bào làm trưởng đoàn vào làm lễ dân hương. Xin trân trọng kính mời. Cho dòng họ khang minh, đó cho dòng họ khang minh làm ăn tiến tới con đường gần xa, tay ương hạn ách đều quá. Thank you.
Mọi đây xin trân trọng kính mời phụ quan hàng đường giang vào làm lễ dâng hương. Đoàn đại biểu gia đình các con cháu nhà bà Văn do Bùi Thu Vấn làm trưởng đoàn vào làm lễ dâng hương xin trân trọng kính mời. Đoàn đại biểu ngoại tộc Hộ Phạm cùng với anh em con cháu và thắp hương do Phạm Văn Miện làm trưởng đoàn vào làm lễ dâng hương. Đại gia đình nhà ông Thì ở bên Đại Ninh do Phạm Văn Miện làm trưởng đoàn vào làm lễ dâng hương. Tôi xin trân trọng và giới thiệu đoàn đại biểu ban lãnh đạo thôn Ninh Cát, xã Đông Cơ do ông Bùi Minh Sắc làm trưởng đoàn vào làm lễ dân hương xin trân trọng kính mời vào làm lễ dâng hương.
là bà ngãi đại diện cho gia đình thông gia vào làm lễ dâng hương. Thank you.
con cháu vào làm lễ dâng hương. Canh nương nhờ có tổ ngậm
trầm hoàn, trăm mây họ gian lao như cầu bách điều quy sao, trăm mơ khe ngàn suối dồn đi vào một sống. Vun trong công đức tụ tinh thần, văng nghi vặc ngàn thu nhớ cầu âm quỷ hiên xưa, ngọn nghi mà công gốc cơ đồ vững sao. Mà không gốc cơ đồ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi. Ngày nay nức tiếng thơm danh, ơn hai vun sợi cho thành nở. Hôm nay tay thank you.
đồng, con trai con lính dốc lòng, đều đi các bốn phương trời, có lính nhà Phật về chơi chùa thiền. Theo tôi trong đây trong ngoài theo đã đến bên trong đầu đón Phật đi Quán Âm theo tôi trong đây trong mình theo đã đón đàn ông về chùa theo về thank you.
gieo đạo Phật của đoàn đã hoàn tất. Xin chân thành cảm ơn các cụ công ông bà. Chính văn nghệ sau đây là tiết mục bóng cô bơ của đoàn tiết mục, xin được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
gọi Sơn Ni Hà Cầm Tu Đức Giảng Thần Vũ Trụ Bao.